Một số điểm mà các bạn cần biết về cái kính Vision Pro mới của Apple có giá hơn 80 triệu. Đây là một sản phẩm cá nhân, đó là kính thực tế ảo tăng cường để mà khi các bạn đeo lên, các bạn sẽ thấy được không gian xung quanh chúng ta một cách bình thường. Nhưng điều đặc biệt đó chính là những cái menu app, những cái hình ảnh, những cái video nó sẽ hiển thị ngay trước mặt chúng ta. Thì Apple gọi cái nền tảng của cái kính Vision Pro này là Vision OS. Chúng ta sẽ có rất là nhiều app mặc định của Apple trên Vision OS này, cũng như là những app bên thứ ba. Các bạn có thể xem ảnh, xem video một cách ngay trước mắt mình, rất là thực tế. Và chúng ta sẽ điều khiển những cái app cũng như là những vật thể trước mắt chúng ta bằng cái thao tác tay. Sẽ có hai thao tác chính, đó chính là việc chạm và kéo zoom in và zoom out. Thì chạm chúng ta sẽ chỉ cần nhấn cái ngón trỏ và ngón cái của chúng ta lại, cũng như là sẽ có những cái thao tác vuốt để mà có thể kéo những cái cửa sổ app ra xa hơn, hoặc là kéo zoom in zoom out cho nó lại gần mắt của chúng ta hơn. Và những cái cửa sổ app này có hiển thị shadow ở phía dưới luôn, rất là thực tế. Và Apple cho rằng là họ vẫn đang tiếp tục làm việc với lại những bên app bên thứ ba để mà có thể trong tương lai sẽ xây dựng được nhiều app và nhiều game hơn. Vision Pro có một cái phần cứng rất là đa dạng, trong đó có hai con chip bên trong là con chip M2 và con chip R1. Hai con chip này sẽ đồng thời phân bổ nhau và quản lý những hệ thống. Ví dụ như M2 thì sẽ lo về việc phần cứng và GPU, đồ họa. Còn con chip R1 sẽ đảm nhiệm những cái phần quản lý về camera, về loa, về mic và nhiều thứ khác trên cái chiếc Vision Pro này. Cái điểm quan trọng nhất trên kính Vision Pro đó chính là phần màn hình. Thì cái màn hình này Apple sử dụng cái tấm nền Micro OLED, thì nó sẽ có rất nhiều điểm ảnh bên trong. Thì Apple cho rằng có 23 triệu điểm ảnh lận để mà chúng ta có thể xem nội dung một cách chi tiết và sắc nét nhất. Ví dụ như một điểm ảnh ở trên tấm nền Micro OLED sẽ có bên trong là 23 cái điểm ảnh nhỏ gộp lại để mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái chi tiết cho một cái hình thể hơn. Ví dụ như các bạn có thể xem phim, xem video một cách rất là thực tế, rất là sắc nét, cũng như là hỗ trợ cho chúng ta có thể đọc text một cách dễ dàng, lướt web nè, đọc sách ngay trên cái trải nghiệm Vision Pro. Về loa thì Vision Pro sẽ tích hợp loa ở cái gọng kính bên trong, có hỗ trợ Spatial Audio để mà chúng ta có thể trải nghiệm một cái dải âm thanh vòm. Thì Vision Pro sẽ có thể đo đạc và quét được cái không gian phòng mà các bạn có thể đeo để mà nó có thể đưa ra một mức âm thanh phù hợp với lại cái không gian phòng đó, cho một cái trải nghiệm nghe nó thú vị nhất và nó thực tế nhất. Và dĩ nhiên không chỉ để xem ảnh, xem video mà chúng ta có thể sử dụng Vision Pro để có thể gọi FaceTime cho người thân. À thì nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng liệu chúng ta đeo kính này thì gọi FaceTime như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta gọi FaceTime sử dụng Vision Pro lần đầu tiên, thì cái kính này sẽ quét mặt của chúng ta để mà nó có thể giả lập được một cái hình ảnh 3D thực tế ngay chính cái khuôn mặt của các bạn, để mà khi các bạn gọi FaceTime thì những chuyển động cơ mặt của các bạn nó như các bạn đang đàm thoại video một cách bình thường, nhưng mà thực tế thì các bạn đang đeo kính. Cũng như Vision Pro đang hỗ trợ chơi game rất tốt, đặc biệt là game Apple Arcade, và kết nối lại những cái controller bên ngoài như là Xbox hay là Sony PlayStation để mà chúng ta có thể chơi. Và Apple hứa hẹn sẽ hợp tác với lại những nhà phát triển game để mà đưa nhiều tựa game hơn trong tương lai. Về cái việc hỗ trợ game thì Apple đã có làm việc với Unity để mà đưa ra nhiều cái nền tảng game trong tương lai hơn. Và Apple cũng tung ra những cái bộ AR Kit Swift UI và Xcode để mà các nhà phát triển ngay bây giờ có thể tham gia để làm app. Thì ngoài cái việc chơi game ra thì kính Vision Pro này sẽ dành cho các cái đối tượng khách hàng như là phục vụ trong ngành y tế nè, trong ngành kỹ sư cơ khí nè, trong ngành cần xem mô phỏng hình ảnh. Đặc biệt là những bạn thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh, thiết kế nhà cửa, cũng như là làm việc trong lĩnh vực âm nhạc thì sẽ sử dụng cái kính này, và đặc biệt là phục vụ trong ngành giáo dục chẳng hạn. À, nếu như các bạn thắc mắc thêm về cái việc mà thao tác trên Vision Pro thì ngoài cái việc mà thao tác tay như mình đã nói thì Apple Vision Pro vẫn có thể có một cái màn hình hiển thị kiểu bàn phím nhỏ bên trong cái không gian ảo để mà các bạn tương tác, để mà nhắn tin. Còn các bạn vẫn có thể kết nối kính với lại MacBook để mà có thể sử dụng bình thường, gõ bàn phím mà trackpad một cách bình thường. Và những nội dung hiển thị trên MacBook nó đều hiển thị trên kính Vision Pro để mà các bạn có những cái tình huống sử dụng MacBook nó private hơn chẳng hạn. Và chúng ta có thể sử dụng với lại Magic Trackpad, Magic Keyboard, Magic Mouse của Apple để mà có thể tương tác với lại không gian bên trong Vision Pro một cách bình thường. Nói chung là Vision OS nó đã tối ưu rất tốt cho iPadOS, cho iOS và ngay cả macOS Sonoma mới rồi. Cuối cùng mình muốn quay lại phần thiết kế một chút xíu, thì cái kính Apple Vision Pro này thì Apple có hợp tác với lại Kazai
để mà làm hai cái ống kính bên trong để mà giúp cho người dùng có một chất lượng hình ảnh nhìn hiển thị nó tốt hơn và cũng như là phù hợp với mắt của nhiều người dùng hơn, đặc biệt là vẫn hỗ trợ cho những người dùng bị cận hay bị viễn gì đó. Tại vì các bạn biết rồi, Kazai đã quá nổi tiếng trong việc làm mắt kính rồi, gia công bên ngoài bằng nhôm kết hợp với lại phần đệm bằng vải để mà chúng ta có thể áp vào mặt và cái phần khung mắt của chúng ta một cách rất là thoải mái. Và phía bên sau chúng ta sẽ có một cái headband được co giãn làm bằng vải luôn, và nó rất là chắc chắn để mà đeo xung quanh đầu một cách thoải mái. Và kính cũng có thêm hai cái núm xoay ở hai cái gọng kính để mà chúng ta có thể điều chỉnh cái độ siết của cái kính khi đeo. Ở phía trên chúng ta sẽ có một cái nút Digital Crown rồi có thể zoom in hoặc là zoom out tương tác những cái cửa sổ bên trong Vision OS, và một cái nút để mà chúng ta có thể bấm chụp hình và ghi hình. Và Vision Pro sẽ sử dụng với lại một cái pin rời, thì chúng ta sẽ cắm kết nối cái pin này lên trên cái gọng kính để mà có thể sử dụng. Chúng ta có thể sẽ giấu cái cục pin này trong khi quá trình sử dụng nó, phối hợp giấu sau lưng hoặc giấu ngay túi quần chẳng hạn. Ngoài cái việc xem ảnh sử dụng app bình thường gọi FaceTime ra, thì kính Apple có sử dụng một cái hệ thống bảo mật, đó chính là Optic ID, để mà khi chúng ta đeo kính lên sẽ quét mắt của chúng ta để mà chúng ta có những cái tình huống bảo mật tốt hơn, vì đây là một thiết bị cá nhân. Giá của Vision Pro thì rất là cao, theo Apple là $3,499. Đó, từ $3,499 thì mình nghĩ sẽ có nhiều option để mà có thể lựa chọn. Thì giá từ $3,499 nếu mà suy ra tiền Việt Nam là khoảng 83 triệu chưa thuế. Đó, bằng một chiếc xe Vespa SH Mode luôn, rất là cao. Thì mình nghĩ rằng cái Vision Pro này không dành cho đại đa số người dùng, mà là một số đối tượng người dùng nhất định mà thôi. Ví dụ như bạn cần một sản phẩm kính phục vụ trong ngành giáo dục, phục vụ trong ngành y tế, phục vụ trong ngành kỹ sư, hoặc là phục vụ trong âm nhạc, đồ họa, thiết kế. Nói chung là kính này không chỉ để giải trí cá nhân mà nó sẽ là một thiết bị dành cho làm việc. Cho nên là cái mức giá cao đó thì mình nghĩ rằng với lại những giá trị mà Apple mang lại thì rõ ràng nó quá tốt rồi. Và mức giá này sẽ là một cái tiền đề trong tương lai. Thì có thể như Apple sẽ làm ra những cái sản phẩm kính có thể rẻ tiền hơn, hoặc là thậm chí siêu mắc tiền hơn nữa.